Chiều 29 tháng 12, huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023, hoàn thành đạt và vượt 7 trên 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2023 về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện kết nạp 266 đảng viên, thành lập hai tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và tập thể. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định kinh tế của huyện tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,4%, là một trong ba huyện, thành phố có tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,5 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Huyện đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại 4 thôn thực hiện trong năm 2023. Toàn huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 27 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Vĩnh Tường là huyện đầu tiên của tỉnh có xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu thôn đạt chuẩn thôn thông minh, giáo dục và đào tạo duy trì vị trí dẫn đầu của tỉnh, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt là việc huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho người nghèo, cận nghèo. Năm thứ sáu liên tiếp huyện tổ chức chương trình Tết ấm tỉnh quê hương, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện trị giá hàng tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được được chú trọng và quyết liệt chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Hà Quang Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2024 tiếp tục kiên trì thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương gắn với việc thực hiện và kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí đề nghị các chi Đảng ủy cơ sở, cơ quan Đơn vị trong huyện lãnh đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư, công văn số 2345 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2023